Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến thăm chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan quản lý báo chí trong tỉnh và các đơn vị báo đài quân đội trên địa bàn quân khu 7. Đoàn đã đến thăm báo quân đội chân chân khu vực phía Nam, trung tâm phát thanh truyền hình quân đội phía Nam, báo quân khu 7, phòng tuyên huấn cục chính trị quân khu 7, báo bà rịa Chúng Tàu, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, hội trà báo tỉnh, Phòng Báo chí Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại các nơi đến thăm, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời hỏi thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ nhân viên các cơ quan báo chí, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị báo chí trong thời gian qua đã tuyên truyền sâu rộng những hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương, kịp thời có những bài viết phản bác các quan điểm sai trái thù địch, lan tỏa hình ảnh đẹp, mô hình chân chần khéo cách làm hay, hiệu quả của lực lượng chủ trang tỉnh. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn rằng thời gian tới, các đơn vị báo chí tiếp tục đồng hành hỗ trợ công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện về các hoạt động của lực lượng chúa trang tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đại diện các cơ quan báo chí đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên trong quá trình tìm hiểu tác nghiệp tiếp tục có những ấn phẩm ấn tượng lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới.